sĩ, bạn bè, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Được biết, nguyên nhân nam danh hài qua đời là do đột quỵ. Nghệ sĩ Chí Tài hưởng dương 62 tuổi. Hàng loạt diễn viên như Dương Thanh Vàng, Thanh Bình, MC Ngọc Châu, Tiến Luật, Thu Trang, Trương Thế Bình đã gửi lời chia buồn trên trang cá nhân trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài. Được biết, sáng cùng ngày, danh hài phải nhập viện Hoàng Mỹ sau khi bị đột quỵ. Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958. Trước khi trở thành diễn viên hài, anh là một nhạc sĩ, kiêm ca sĩ và là tay chơi guitar chuyên nghiệp. Năm 1981, anh sang Mỹ định cư. Năm 1987, anh kết hôn với ca sĩ Phương Loan. Nghệ sĩ Chí Tài là bạn diễn ăn ý hơn 20 năm qua với nghệ sĩ Hoài Linh. Thời gian qua, anh bị bệnh tiểu đường. Dù vậy, anh vẫn khỏe mạnh, chăm chỉ tập thể dục. Hello ông xã, bé Heo thì mới đi nhà thờ về. Mỗi thứ nhật, bé Heo đi hát lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình được mạnh khỏe, cho má và các anh chị em trong nhà, và nhất là ông xã đang đi làm việc ở Việt Nam. Ông xã đi 5 tháng rồi. Lúc trước ông xã đi chỉ có 1 tháng là nhiều nhất. Có sáng ông xã về 2 lần. Nhưng là bây giờ vì thời gian Covid nên ông xã phải đi lâu như vậy. Bé Heo nhớ ông xã. Ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bé Heo biết anh khó tánh, ăn uống lắm. Ăn cá thì phải dẻ xương ra, không thích ăn xương. Ăn thịt sườn cũng vậy, cũng phải lấy xương ra. Bé Heo biết tí nên ông xã thích ăn đồ ăn của bé Heo làm. Hai vợ chồng ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi phone nói chuyện, buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng nghe. Bé Heo biết ông xã thích sinh hoạt văn nghệ nên ông xã phải về Việt Nam, vì bên đây thời gian này không có làm gì hết. Tội nghiệp ông xã, cả đêm cả buồn lắm. Thôi, để bé Heo hát cho ông xã nghe nha. Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em rằng em yêu má nè, thì em rằng em yêu anh chị nè, yêu hết cả nhà. Nhưng nhất là ông xã Chí Tài của bé Heo.